một cái việc vô cùng lợi ích, đó là giúp cho lòng mạch của chúng ta được dọn dẹp sạch sẽ. Đây là một cái điều mà phải nói là nó là vô giá. Tại vì con người chúng ta để ý khi mà lớn tuổi thì các vấn đề về tim mạch là hàng đầu, về các cái vấn đề về suy gan, suy thận, sỏi trong gan, sỏi trong thận, hoặc là các chức năng nó bị tắc nghẽn. Thì Cao Lâm chia sẻ một tí về cái lợi ích của việc ngưng ăn. Đó là việc đầu tiên, đó là giúp cho một cái việc vô cùng lợi ích, đó là giúp cho lòng mạch của chúng ta được dọn dẹp sạch sẽ. Đây là một cái điều mà phải nói là nó là vô giá. Tại vì con người chúng ta để ý khi mà lớn tuổi thì các vấn đề về tim mạch là hàng đầu, về các cái vấn đề về suy gan, suy thận, sỏi trong gan, sỏi trong thận, hoặc là các chức năng nó bị tắc nghẽn do các cái chất thải nó lắng cặn lâu ngày mà nó tắc ở trong đó. Và việc thứ hai đó là nó giúp cho cái hệ miễn dịch của mình nó tăng lên. Và hệ miễn dịch trong cái thời kỳ ngưng ăn đó, tại sao lại tăng? Tại vì nó sẽ năng lượng nó sẽ tập trung cho cái việc là dọn dẹp cơ thể cũng như là tái tạo tế bào và nâng cấp cái hệ miễn dịch. Và thậm chí là có những cái sai sót gì hoặc là có những cái vi trùng, vi khuẩn lạ thì nó cũng đi cô lập cũng như là đi tiêu diệt. Và chúng ta thấy rằng cơ thể chúng ta đã thải độc ra rất là nhiều, đúng không ạ? Qua ngày thứ hai thì cái ngày mà sẽ là khó khăn nhất. Và thường thường trong 72 giờ đầu thôi, ngày đầu thì chúng ta quen thì còn được, ngày đầu thì chúng ta thấy còn chịu được. Nhưng mà ngày thứ hai với ngày thứ ba là những cái ngày mà cơ thể chúng ta diễn ra những cái phản ứng nhiều nhất trên thân và tâm. Tại vì thèm ăn nè, rồi lo lắng nè, rồi cộng thêm là những cái phản ứng ở trong cơ thể của chúng ta. Hơi thở thì có thể là nó hơi gấp một tí, rồi cơ thể nó phản ứng những cái bệnh mà nó tiềm ẩn bên trong cơ thể đó thì bây giờ nó phát ra. Cho nên là chúng ta cảm thấy nhiều cái phản ứng nó diễn ra trên thân của mình lo lắng. Nhưng có một điều là chúng ta sẽ thấy là da dẻ thể sẽ săn chắc hơn, khí huyết hồng hào hơn, đúng không ạ? Da mặt hồng hào hơn, da dẻ thì có vẻ mịn màng hơn. Các cái vết nhăn cũng giảm nhanh luôn. Các cái mỡ xấu, cholesterol cũng như là mỡ dưới da được đốt, làm cho cơ thể chúng ta rất là nhẹ nhàng. Cái sự thông mạch dẫn khí, chúng ta cũng cảm nhận được là rõ là hôm nay chúng ta sẽ hít thở nó được sâu hơn. Và cái việc mà hơi thở mà được hít thở sâu và nạp được nhiều oxy là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta còn được kết nối với rất là nhiều với vạn vật xung quanh, đúng không ạ? Lâm, tại vì lịch chương trình của Cao Lâm là vẫn còn, cho nên là Cao Lâm không có tham gia được lần này đó với cả nhà đó. Tại vì trong chương trình của anh Thuật thì có rất là nhiều quy trình mà Cao Lâm rất là muốn tham dự, như là mình thiền chữa lành với thiên nhiên, chữa lành với cây, chữa lành với đất mẹ chẳng hạn.